Sa thú, sa thú sĩ duyên, chỉ sai có một chữ chai giá tì, chứ không phải chai giá tí. Chỉ có sai chỗ đó thôi, như vậy cũng là tiếp rồi. Nhưng mà đọc như vậy rất là rõ. Rồi từ giờ chỉ có hôm nay là xích kim là thấy không biết ngại cái gì đó. Chứ mấy người mới mới mà ví dụ như huynh đạo huynh nè, đọc cái giọng kệ cũng hay nè, Dung Nguyễn rồi này kia đó. Ồ, thấy đưa tay rồi hả? Xin mời. Alo, 123, 123, đâu có ai cầm micro đâu. Sít Kim đưa tay để cầm micro luôn. Khi nãy nè, Sít Duyên cũng đưa tay cầm micro được, Sít Dung Nguyễn nè. Rồi cô tu nữ Tự Duyên, cái kiểu mà đưa tay lên mà không đọc ha, là cái lý do là thấy bài này khó quá, kể không được. Có vậy mà coi như cũng đưa tay lên, khổ thiệt. Ai cũng biết đâu. Rồi thôi bây giờ để khỏi mất thời gian của đạo tràng ha, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự của Phật ngôn này. Trước khi đi vào duyên sự, xin phép được ôn lại. Kamato chayati soko kamato chayati phayang kamato vipamuttasanati soko kuto phayang kamato chayati soko kamato chayati phayang kamato vipamuttasanati soko kuto phayang kamato chayati soko kamato chayati phayang kamato vipamuttasanati soko kuto phayang kamato chayati soko kamato chayati phayang kamato vipamuttasanati soko kuto phayang dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi dục ái không sầu đâu sợ hãi. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến một vị công tử tên là Anitha Gandha. Công tử Anitha Gandha từ cõi trời Phạm Thiên hạ sanh vào nhân giới, tái sanh vào một gia tộc trưởng giả trong thành Sawatthi. Từ ngày chào đời cho đến về sau, cậu công tử này không chịu gần phụ nữ. Nếu mà nữ nhân ấm cậu thì cậu la khóc lên. Khi mà cho cậu bú phải lấy vải bao phủ kín cái ngực của mình. Khi mà Anitha Nanh Ganh Tha đến cái tuổi trưởng thành, cha mẹ của cậu mới bảo rằng: này con, cha mẹ sẽ lo việc hôn nhân cho con, con không cần để nữ nhân. Hai ông bà này nỉ nhiều lượt nhưng mà cậu công tử vẫn một mực chối từ. Sau cùng khi cha mẹ khuyên cậu rằng: này con, nếu mà con không chịu có vợ thì gia đình sẽ tuyệt tử, vậy con hãy để cho cha mẹ tìm vợ cho con. Rồi
sanh ở đây. Rồi chàng công tử này cho gọi 500 người lấy 1.000 đồng tiền vàng, đặt họ làm một cái pho tượng mỹ nhân bằng vàng thật là xinh đẹp theo ý của cậu, rồi thưa với cha mẹ rằng: được rồi, nếu mà cha mẹ tìm được một nữ nhân xinh đẹp như cái pho tượng này thì con sẽ tuân theo lời của cha mẹ ngay. Cậu ta nói xong đưa pho tượng vàng ra. Ông bà trưởng giả cho mời các vị bà la môn danh tiếng đến và nhờ cậy họ rằng: con trai của tôi là bậc đại phúc, chắc thế nào cũng phải có một thiếu nữ đã từng làm phước chung với nó. Quý vị hãy mang cái pho tượng này đi và tìm đem về một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp như cái pho tượng này. Lành thay, lành thay. Các ông mai đã lãnh cái sứ mạng đi tìm kiếm cô dâu, vân du hết nơi này đến nơi nọ, sau cùng đến ở cái xứ Mắt Đá. Bây giờ trong cái thành phố đó có một cô tiểu thư tuổi vừa cập kê, nhan sắc tuyệt đẹp. Cha mẹ của cô cho cô ở trên lầu 7 của một ngôi lâu đài 7 tầng. Các vị bà la môn đặt pho tượng xuống bên lề đường, rồi đi đến bãi tắm, ngồi xuống một bên và nghĩ rằng: nếu ở đây có được 1.000 thiếu nữ xinh đẹp như pho tượng này, thì khi mà thấy pho tượng, dân chúng sẽ nói: pho tượng này tuyệt đẹp, chẳng khác nào tiểu thư con gái của nhà đó. Khi mà bà nhũ mẫu của tiểu thư ấy sau khi tắm cho nàng xong đưa nàng trở về nhà, bà trở lại bên tắm để tắm, thì trên đường đi thấy pho tượng vàng, bà lầm tưởng là tiểu thư, cho nên nói với pho tượng rằng: ngươi thật là khó đấy, ta vừa tắm cho ngươi xong rồi, bây giờ lại ra đứng ở đây. Bà giơ tay đánh vào pho tượng và thấy chai cứng. Bà biết rằng mình đã lầm, mới nói rằng: ta đã lầm tưởng pho tượng này là con gái của ta, sự thật nó là cái gì vậy cả. Khi đó thì cái nhóm bà la môn hỏi bà nhũ mẫu: bà ơi, con gái của bà giống như pho tượng này lắm ư? Ồ, so với con gái của tôi thì pho tượng này có giá trị gì đâu. Vậy thì con bà đâu? Bà hãy chỉ cho chúng tôi coi mắt xem nào. Bà Vũ cùng với khách về nhà giới thiệu khách với ông trưởng giả. Hai ông bà niềm nở tiếp chuyện cùng với khách, rồi cho gọi nàng tiểu thư xuống. Nàng đến đứng gần pho tượng vàng. Pho tượng vàng bị sắc đẹp của nàng lấn át, chẳng còn rực rỡ sáng như trước. Các ông mai tặng cái pho tượng vàng cho hai ông bà trưởng giả làm lễ đến nước, rồi vội vã trở về báo tin vui cho hai ông bà trưởng giả trong thành quyết Sa Quách Thi. Hai ông bà rất là hài lòng, cho phái mấy ông bà la môn đi rước của dâu về cùng với nhiều lễ vật trọng hậu. Công tử Anitta Gandha được tin rằng tìm được cô gái có nhan sắc mỹ lệ còn xinh đẹp hơn cái pho tượng vàng của cậu. Chỉ nghe có bấy nhiêu thôi thì tình yêu đã chớm nở trong lòng của công tử. Cậu dục cha mẹ rằng: hãy rước cô dâu về cho mau. Cô dâu được rước đi bằng xe, nhưng mà người cô mảnh mai yếu ớt quá, không nổi sự dằn xóc, cho nên bị trúng gió cảm xương, đến nửa đường thì chết. Công tử sốt ruột chờ mong, hỏi thăm không ngớt: cô dâu đến chưa, cô dâu đến chưa? Nghe câu hỏi một cách si tình như thế, các bạn bè thân quyến không ai nói rõ sự thật cho cậu ta biết. Đợi vài ngày sau, khi mà chàng ta bước rào rực, mới báo tin là cô dâu đã chết. Công tử mới kêu lên: trời ơi,
ta đã vô duyên, không được với gia nhân tuyệt sắc thế này. Có lòng tràn ngập ưu tư, công tử nghe sầu khổ nặng nề, giống như núi đè lên trên mình. Đức Bổn Sư thấy được duyên lành của công tử, nhân khi đi khất thực, Ngài đến đứng trước cửa nhà của công tử. Khi ấy, cha mẹ của cậu thỉnh Đức Phật vào nhà và cung kính cúng dường sức bát. Sau khi xong bữa, Đức Phật hỏi: công tử Anicca Gantha đâu rồi? Bạch Đức Thế Tôn: nó đã bỏ ăn nằm liệt giường ở trong thư phòng. Hãy cho gọi cậu ấy đến đây ngay. Công tử Anicca Gantha bước ra đảnh lễ, chào Đức Phật xong rồi ngồi xuống một bên. Đức Bổn Sư phán rằng: này công tử, trong cậu có vẻ buồn rầu lắm phải không? Dạ phải. Bạch Ngài, một gia nhân tuyệt sắc đã chết ở dọc đường. Khi nghe tin này, con phát sinh buồn khổ, cơm canh cũng chẳng muốn ăn. Này công tử có biết tại sao mà công tử phát sinh buồn khổ không? Bạch Đức Thế Tôn: con không biết. Này công tử, tại vì ái dục mà cái sự buồn khổ của cậu mới sinh lên. Sự ưu tư hay sợ hãi đều do ái dục mà sinh lên cả. Nói rồi Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 215: Kamato cha yati so ko kamato cha yati phayang kamato vipamutasanati so ko kuto phayang. Dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi dục ái không sầu đâu sợ hãi. Khi câu Phật ngôn này chấm dứt, công tử Anicca Gantha chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Nhân sự này cho chúng ta thấy rằng phạm thiên đọa lạc xuống hồng trần, không thích mùi hơi xác nữ nhân, vũ nọ vẫn nhờm khi khát sữa, lòng cha quan chịu lúc cầu thân, tưởng đâu đã thoát đường giống dục, xem lại còn mang nợ ái ân, có khóc vì tan người đẹp đẹp thuộc, dự lưu đạo quả mới lên lòng. Câu Phật ngôn 215, hai duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và với duyên sự này, chắc gợi cho quý vị nhiều sự thắc mắc. Do dục mà sinh ra sầu ưu, do dục mà sinh ra sợ hãi. Vậy thì đây là cái thời gian để chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn 215. Xin mời bàn tay của quý vị. Quý vị có ý kiến thế nào khi học về câu Phật ngôn 215 và nghe duyên sự? Rồi thấy bàn tay của Sĩ Kiềm, xin mời. Dạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Quang và mấy sư Miến Điện, mấy sư Ấn Độ, Nepal đó. Dạ nghe rõ. Sư hồi nãy con rất là lạ, cái mic của con rất là lạ. Lên đọc kệ thì con đọc kinh cũng được hay con nói, nhưng mà lúc nào con lên con cũng bị hai cái mic hết. Bà con cố gắng, con tưởng là có người lên máy thì con bỏ ra, bỏ xuống, bỏ lên. Nhưng mà cũng được, thì con đã đi ra, rồi đi vô, đi ra. Rồi con thon ốp cái mát luôn, cái máy của con luôn cũng không được nữa. Đến khi mà sư vô lại đó, thì con giơ tay con thấy còn có một cái mic. Còn hầu hết là nó hai cái mic giống nhau. Như cô Dung Nguyễn, cô cũng lên cũng được đấy. Cũng không lên được đó, tại vì có hai cái mic nó cầm với nhau. Con biết tại sao. Nhưng mà thôi, cái đó cũng chuyện đó qua rồi. Lâu lâu máy nó cũng trục chặt mà, nó là sự vô thường mà, đâu gì đâu. Con đâu có sợ đập đâu, con đập không được thì con đập kinh tiếp, đâu có sao đâu sư. Con đập một lần con nghe ghê lắm. Tại vì nhỏ con không có thích ca hát sư ơi, con chỉ nhớ những câu, không có bao giờ con thuộc nguyên bài ca nào hết trơn, con chỉ thuộc một
một vài trong câu mà con thích thôi, còn ca cờ nhi nhô đó thôi, chứ con không có ca, con sao gì sao giải phóng gì cộng vô, con chỉ thuộc con bài ca mà cháu ngoan Bác Hộ mà sửa lại thôi à. chứ khi nào con chọc con móc họng thì con ca cái bạn đó lên, con nói bài đó lên thôi, chứ con không có thuộc bài nào hoàn hảo hết đó. Con xin sám hối ha. Thôi thôi, tại bữa nay ủa có một người cô như quan cần nghe tiếng tôi rõ thôi hả, không ai nghe rõ nữa trơn hả? Chết rồi, có một người nghe rõ thôi, chắc phải đi xuống, đi xuống đi ra hả? Ờ, dạ 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 hai người dạ được rồi. Dạ, cái câu pháp cú 215 này thì coi như cái tích chuyện mà sư đã nói thì làm cho con, đánh động cho con một cái chuyện rất là quan trọng. Theo như con đã học vi diệu pháp Abhidhamma thì có 31 cảnh trời. Mà trong chú giải mà Đức Phật đã giảng thì cái cảnh trời Phạm Thiên á, như con đã biết cảnh trời đó thuộc về cảnh trời sắc giới, nó có tất cả 16 cõi. Nó có 16 cõi tất cả, nó gồm có 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi ba cõi tứ thiền, rồi có 2 cái là làm chính, rồi nó có 2 cái cõi vô tưởng thiên với lại một cõi quảng quả tiên, rồi 5 cái cõi mà tịnh cư thiên, thì nó cắt cả 16. Nhưng theo con biết cái đặc tính của cảnh trời sắc giới này nhất là các vị phạm thiên, còn những cảnh trời dục giới sao thì người ta chỉ gọi là chư thiên thôi, các thiên tử. Thì cái đặc biệt của những vị phạm thiên trên cõi trời sắc giới này thì họ cũng có đủ ngũ căn, nhưng mà họ không như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, và họ không có ý, nhưng mà họ có ngũ uẩn, nhưng mà họ không có dùng những cái căn khác, họ chỉ dùng có mắt và cái lỗ tai thôi, chứ nhãn căn và nhĩ căn thôi. Lý do tại sao? Tại vì họ không có cần mấy cái kia, và trên những đó thì những vị phạm thiên này họ thường là đàn ông, họ không có phân biệt giống tính. Và còn cái sự sống của họ, họ thường những vị phẩm ở trên cảnh trời sắc giới này, họ chỉ tu tập thiền định thôi. Họ cũng có những vị mà cũng có vô dòng thánh, thánh nhân, thì những vị này cũng tiếp tục tu thiền định thôi. Mà cái tuổi thọ ở trên cảnh trời sắc giới này rất là dài. rất là dài. Họ chỉ hưởng cái, còn cái sự sống của họ thì sắc mạng quyền của họ, họ nhờ do cái ô giá, là cũng là một loại vật thực, do do là cái quả của thiền định mà họ sống trên đó, thì do cái sự mà ở trên lâu dài đời phạm thiên thì cái công tử Abhidhamma Kumara này đó, thì khi mà hết cái tuổi thọ, cái mạng thọ ở trên cảnh trời Phạm Thiên này, thì ông ta đi xuống một trần gian, do phước báo của ông thì ông đã làm phước hay tu thiền nhiều rồi, khi mà cái phước nó còn dư lại thì ông vô một trong cái căn nhà, một cái gia đình rất là giàu có, nhưng mà do cái tu tập nhiều năm trên nhiều tiền kiếp ở trên cảnh trời sắc giới nên ông ta không có thích đàn bà cũng như về sắc dục không có. Nhưng mà khi rớt xuống như vậy thì ông trở lại một bình thường, mặc dù những cái tiền căn hậu kiếp vẫn còn là không có đụng chạm tới nữ giới, nhưng mà đụng tới thì ông ta khi mà có nhân duyên tới thì ông vẫn có những cái duyên với một người nữ, là cái cô này rất là đẹp. Mà trong tiền kiếp của ông nên nhớ thì ông đã kêu đúc một bộ pho tượng rất là đẹp giống như vậy, mà ông cứ tưởng rằng không có thì ông sẽ không bị cha mẹ ông làm phiền. Nhưng cuối cùng cái nhân duyên nó đầy đủ thì ông cũng gặp một người này. Thì khi mà gặp một người giống vậy thì cái tính dục ái của con người từ nó tiềm ẩn trong trong cái tiềm thức của họ thì họ vẫn nổi lên, vì ông này lúc đó chưa có phải là vô dòng thánh, thăng kiến ông vẫn còn. Nên ông thấy một người mà đẹp giống vậy, ông chứ ước mơ muốn gặp cái người mà đẹp giống như vậy. Nhưng mà ông đã thất vọng khi cái người thiếu nữ này, cái là vị hôn thê của ông, đang trên đường tới nhà ông thì lại bị chết. Do cái sự mà ông ước ao, ông muốn giống vậy thì ông bị thất vọng, ông hụt hẫng, ông rất buồn khổ.
thì một trong những cái đó gọi là khổ khổ trong khổ đế, gọi là ái biệt ly khổ. Thì mà ông Tám muốn thì nó lại không có được, thì ông rất là đau khổ. Thì chính cái điểm này thì làm cho tôi nhớ là khi mà Đức Phật dạy về Abhidhamma, về diệu pháp, thì chúng ta phải là lúc nào cũng tinh cần chánh niệm tỉnh giác, và lúc nào cũng nắm và vững cái tâm của mình. Khi mà vững cái tâm của mình rồi thì những sáu trần sắc thinh khí vị xúc pháp nó đến cho chúng ta, thì ta mới thu thúc được lục căn, và thu thúc một phần đó, thì ta phải chế ngự được những cái tham ái, những ái dục, những cái tâm sân, những cái tham ái dục của mình lại, thì lục căn và chế ngự được những cái tâm mà tham ái, sân hận, tà kiến, thì chúng ta mới đắc vô, mới phá được cái, mới diệt được các kiết sử, gồm có năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử. Thì dưới còn nếu chúng ta không có kiểm soát được cái tâm của chúng ta đối với những tâm tham ái, những tâm sân ái dục, và cũng không có thu thúc lục căn đối với cảnh sắc bên ngoài, như là sắc tinh khí vị xúc pháp, tiếng màu sắc, hình ảnh, tiếng nói, vị hương, cảm xúc, mùi vị của thức ăn hay những gì đó, thì chúng đó và sẽ bị dính mắc vào đó. Nếu mà dính mắc thì dĩ nhiên phải đau. Thì chúng ta muốn một vật gì, muốn được một vật gì thì mà không được thì rất là đau khổ. Mà khi mà nó được, nó không bao giờ được hoài như vậy, nó không bao giờ giữ hình như vậy, nó sẽ bị không bao giờ tồn tại y chang như cái như mình muốn. Một người cho hoa hậu mà toàn hoàng vũ universe của như là một thi cách mấy, thì họ cũng không chống lại cái sự tàn phá của sự vô thường, đó là thời gian. Họ cũng phải già, cho dù họ cố gắng họ sửa sắc đẹp hay làm gì cũng không chối bỏ được cái sự tàn phá của thời gian, đó là sự vô thường. Vì nó có sự vô thường, nó không bao giờ bền vững, nó không ra rất đau khổ, tại vì các pháp nó đều là vô ngã hết, không nó không phải của ta. Nếu của ta, tiền bạc này của mình muốn xài mình xài, mình không xài thì đó là của mình, mà nó không phải lúc nào cũng giống như vậy. Điểm trong này thiền định tu đến 31
Thank you.